Xin kính chào quý anh chị khách hàng nha. Hôm nay thì Minh Thắng vừa về, một vài mẫu xe giá thành tương đối rẻ để cho anh chị lựa chọn để mà chạy gia đình trong cái dịp Tết này hoặc là chạy kinh doanh. Có mẫu Vios G 2022 nè anh chị, Vios G 2022. Xe mẫu mới đi được 11.000 cây. Xe khách bán lại cũng do cũng kẹt tiền á. Mua xe mới Minh Thắng và bán lại nha. Xe đi được có 11.000 nè. Xe này Minh Thắng cập nhật giá mới và giá chỉ có 540 anh chị. 540. Xe 11.000 cây 2022. Xe lướt 11.000 cây. Và đối với mẫu này thì nó còn cái chính sách bảo hành anh chị, bảo hành toàn quốc giống như xe mới vậy đó, xe không khác gì xe mới. Thì ngay thời điểm này mà anh chị chúng ta đang tìm xe chạy gia đình nè, thì nên lựa chọn những mẫu xe giá thành tương đối rẻ, và Minh Thắng cũng đang hướng tới mua vào những chiếc xe giá thành tầm khoảng 700 đổ lại thôi, để mà anh chị dễ dàng tiếp cận. Và anh chị nào mà xác định chạy kinh doanh dịch vụ thì chúng ta cũng nên tính toán lại về cái nguồn khách hàng và cái thu nhập để mà lựa chọn xe sao cho phù hợp. Và nếu mà thực sự cần thiết á, thực sự cần thiết mà cần xe để mà đi, hoặc là chạy kinh doanh dịch vụ mà cái nguồn khách mà ổn định á, thì anh chị hãy mua nha. Tại vì ngay thời điểm kinh tế nó khó khăn á, anh chị chúng ta đưa ra quyết định mà bỏ ra một số tiền vài trăm triệu để mà mua một chiếc xe thì chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ tiền khó kiếm lắm chị, nên anh chị cứ cân nhắc thật kỹ rồi chúng ta hãy quyết định mua, đừng nên vội vàng quá, nó không hay. Mẫu này là Fortuner 2013 anh chị, 2013, máy xăng số tự động 1 cầu. Xe này đi được 115.000 cây lên đủ phụ kiện luôn, màu bạc. Xe này giá thành tương đối rẻ, chỉ có 525 mà. 525. Mẫu này thì không còn cho vay nữa nha anh chị, không còn cho vay. Mẫu từ 215 trở lên thì Minh Thắng có cho vay. Xe này thì anh chị đang có tầm tiền tài chính khoảng 500 hơn, dưới 600 thì lựa chọn mẫu này đi gia đình nó sẽ hay lắm. Đi êm, máy 2.7, máy xăng số tự động, 525 triệu Fortuner. Kế bên là chiếc 2014. Chiếc này màu đen đi được 120.000 cây. 2014 máy xăng 2 cầu nha anh chị. Chiếc này là 2 cầu, còn chiếc màu bạc lúc nãy là 1 cầu. Chiếc này giá thành cao hơn một xíu, 545. Thì đối với Fortuner máy xăng á anh chị, giá thành nó giữa 1 cầu và 2 cầu nó cũng xê xích với nhau à, không có hơn thua nhau nhiều. Thì tùy vào cái nhu cầu của anh chị á, nếu mà chúng ta cần đi đồi núi nhiều nè, hoặc là tải nặng nhiều á, chúng ta lựa chọn 2 cầu đi cho máy nó mạnh. Còn anh chị nào mà muốn tiết kiệm hơn, đi gia đình thôi, bình thường thôi, đi trong phố hay là đường ở đồng bằng miền Tây thôi, thì lựa chọn máy một cầu là được rồi. Đó, hai chiếc 2013 và chiếc 2014. Giá thành tương đối rẻ nha. Ngay thời điểm này mình Thắng đang tập trung vào những chiếc xe mà giá thành rẻ để cho anh chị dễ tiếp cận. Ngân hàng bây giờ nó cũng siết nguồn tín dụng lại anh chị. Cho nên những mẫu xe mà giá thành trên 700 thì mình Thắng cũng đang hạn chế lại. Trừ một số mẫu xe mà nó tiêu biểu thôi. Fortuner thì Minh Thắng có thể mua vào với mức giá trên 700 hoặc là Camry. Còn những mẫu xe mà bình dân như là Innova nè, hoặc là Fortuner máy xăng mà đời cũ thì Minh Thắng tập trung vào những cái xe mà giá thành rẻ để cho anh chị dễ tiếp cận. Còn một chiếc giá rẻ nữa, 2013 anh chị, 2013 màu đen đó, xe Fortuner 2013. Đây, xe này mới về nè. Chưa rửa, chưa vệ sinh gì hết. 2013 máy xăng 1 cầu. Đó, máy xăng 1 cầu thì 2013 Minh Thắng đang có 2 chiếc. Là chiếc màu bạc và chiếc màu đen. Chiếc này đi ít hơn, chiếc này đi được 96.000 cây. Giá thành thì không, chiếc này là 2014 nha anh chị, Thắng nhầm. Chiếc này là 2014 nè, tem sản xuất 2014. 2014 màu đen. Thì đối với màu đen 2014 Minh Thắng đang có chiếc 1 cầu và chiếc 2 cầu. Chiếc này thì 1 cầu nè. 2.7 1 cầu. Đi được 96.000 cây. Minh Thắng đang chào bán cái xe này với mức giá là 547. Giá thành ngang ngửa chiếc màu đen 2 cầu kia. Thì đối với những mẫu này anh chị chỉ có thể chạy gia đình thôi nha. Chạy gia đình thôi. Còn chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ thì lựa chọn những xe máy dầu, như là Minh Thắng đang có chiếc máy dầu 27 á. Máy dầu 27, 28, 29. Máy dầu số sàn đi nó sẽ tiết kiệm, hoặc là lựa chọn Innova á anh chị.
Innova xuống sàn. Innova xuống sàn thì mẫu đó bên Thắng có một chiếc 2020 mẫu cũ anh chị, 2020 số sàn mẫu cũ đang trên đường về nha, xe ở Lâm Đồng đang bên đội thu mua đang chạy về. Xe đó thì giá có dự kiến là 647 triệu anh chị, 647 triệu và số sàn 2020 màu bạc full phụ kiện luôn. Ngoài ra thì có chiếc Innova số sàn 2019 xe đó cũng đang về anh chị, xe đó ở Bình Dương đang về 2019 thì bên Thắng chào bán mẫu xe đó chỉ có 61-62 gì thôi à, mức giá chung đó. Thì một vài mẫu xe Thắng mang đến quay nhanh để cho anh chị dễ nắm bắt và cảm thấy mẫu xe nào phù hợp thì chúng ta lựa chọn. Nếu mà anh chị đang tìm mẫu xe nào á, thì có thể ấn vào cái đường link ở cái phần mô tả anh chị, thì Thắng có tạo ra một cái trang web để mà cập nhật những chiếc xe cũ về nhanh nhất để cho anh chị dễ xem và dễ nắm bắt thông tin. Ngoài ra thì anh chị có thể để lại bình luận phía dưới, để lại số điện thoại nè và cái mẫu xe mà anh chị đang tìm, thì Thắng sẽ dựa vào thông tin và khi nào có những mẫu xe đó thì Thắng khi mà về á, Thắng sẽ chủ động liên hệ để cho anh chị sớm sở hữu được một chiếc xe phù hợp nhất. Rồi một vài phút để mình chia sẻ đến anh chị một vài mẫu xe giá rẻ mà mình Thắng mới về để cho anh chị cập nhật nha. Rồi Thắng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.